suy tim, có lẽ chúng ta cùng nhìn lại chút xíu về cái bản đồ tần suất lưu hành suy tim trên thế giới. Cái tỷ lệ suy tim trên thế giới trung bình 1 cho đến 2%. Tuy nhiên chúng ta thấy tùy theo từng cái khu vực tỷ lệ có thể thay đổi. Châu Á chúng ta, một nước ngay gần kề bên Việt Nam chúng ta, Trung Quốc, trên cái bản đồ tỷ lệ từ 1,3 cho đến 3,5%. Và một cái nhận định chung của hầu hết những cái chuyên gia về vấn đề suy tim là cái tần suất suy tim có xu hướng ngày càng tăng, vì vấn đề gia nguy cơ cũng như chúng ta có được những tiến bộ trong vấn đề điều trị các cái bệnh lý tim mạch, trong đó có vấn đề tái tưới máu mạch vành, trong đó vấn đề có những cái phương thuốc điều trị hiệu quả hơn. Tuy nhiên chúng ta càng kéo dài tuổi thọ thì cái tần suất tích lũy của suy tim nó cũng sẽ gia tăng. Và một trong những cái mà thực tế lâm sàng chúng ta rất quan tâm, như vừa rồi giáo sư Việt cũng đã nói, cái mặc dù chúng ta có nhiều cái phương tiện để chúng ta cố gắng kéo dài cái tuổi thọ cho bệnh nhân, trong đó có suy tim, nhưng cái kết cục ở bệnh nhân suy tim vẫn còn là những cái con số mà rất đáng quan ngại và chúng ta cần phải quan tâm. Thì đây là một cái phân tích gộp từ 27 cái nghiên cứu với gần hơn nửa triệu bệnh nhân suy tim. Chúng ta thấy cái tuổi trung bình ở đây là, và nó tăng lên tới hơn một nửa bệnh nhân sẽ phải nhập viện lại với chúng ta trong thời gian là 1 năm. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là cái kết cục mà chúng ta quan tâm hơn nữa đó là tử vong. Tử vong 30 ngày là 14% và tăng lên chúng ta thấy rằng hơn một nửa. Chúng ta thấy là 39, 29% là trong vòng 1 năm bệnh nhân sẽ bị tử vong. Nhưng thực sự khi chúng ta theo dõi dài hơn nữa trên một bệnh nhân suy tim qua một cái phân tích tổng hợp nhiều hơn, tức là 60 cái nghiên cứu với 1,5 triệu bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta nhìn vào đây, người ta cũng so sánh hai cái giai đoạn với hai bệnh có những cái tiến bộ điều trị khác nhau. Ví dụ cái giai đoạn từ năm 1970 đến 1979 thì cái tỷ lệ tử vong 5 năm của bệnh nhân là 29,1%. Và cái giai đoạn sau 2000-2009 chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ, xin lỗi, cái tỷ lệ sống còn 29,1%. Thì cái tỷ lệ sống còn ở cái giai đoạn sau là 59,7%, nghĩa là chúng ta thấy vẫn có cái sự tiến bộ, cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Nhưng chúng ta nhìn lại cái gì, cái con số ở đây 56,7% là bệnh nhân còn sống còn, nghĩa rằng gần 50% bệnh nhân vẫn còn tử vong trong thời gian 5 năm. Và nếu như 10 năm thì cái con số sống còn chỉ khoảng 34,9%. Chúng ta thấy gần 2 phần 3 những bệnh nhân suy tim sau 10 năm là sẽ tử vong. Và nếu như chúng ta nhìn lại cái diễn tiến của một bệnh nhân suy tim mãn theo thời gian, chúng ta thấy rằng là cái sự sống còn của bệnh nhân ngày càng giảm theo thời gian và giảm sâu hơn nữa khi bệnh nhân vào với chúng ta pháp can thiệp, chúng ta có thay đổi được cái diễn tiến hay cái tiên lượng của bệnh nhân hay không. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thấy rằng là những cái cơ hội để chúng ta có thể điều trị được bệnh nhân hay thay đổi được cái điều trị bệnh nhân mà chúng ta nắm bắt được thì chúng ta cũng làm chậm lại cái sự tử vong hay kéo dài được cái tuổi thọ cho bệnh nhân. Và hơn nữa, nếu như chúng ta tiếp cận, chúng ta điều trị sớm cho bệnh nhân thì chúng ta mang lại cái lợi ích, và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta thấy những cái đợt mất bù vẫn là những cái giai đoạn mà nó nằm sâu hơn, nặng hơn nữa hay làm cao hơn nữa cái tỷ lệ tử vong. Ngoài ra các cái bệnh lý đồng mắc, chúng ta thấy ở đây bệnh lý đồng mắc, theo thời gian bệnh nhân có bệnh lý đồng mắc thì cái tỷ lệ tử vong cũng sẽ gia tăng. Chính vì thế, ngoài vấn đề chúng ta tối ưu hóa điều trị cái suy tim thì chúng ta cũng cần phải xem xét và điều trị tích cực các cái bệnh đồng mắc đi kèm suy tim thì chúng ta có thể làm chậm lại cái diễn tiến và kéo dài được cái tuổi thọ cho bệnh nhân suy tim. Trên cơ sở đó, khuyến cáo của Hội Tim Châu Âu 2021 đưa ra một cái phác đồ hay một cái chiến lược để chúng ta tiếp cận điều trị một trường hợp bệnh nhân suy tim. Trong đó có những điều trị nền tảng và cũng có những cái điều trị chúng ta cân nhắc dựa vào những cái yếu tố khác ni, chẹn beta, lợi tiểu kháng aldosterone và cái nhóm ức chế SGLT2.
2022, Hội Tim Hoa Kỳ ta thấy cũng đưa ra một cái khuyến cáo trong vấn đề điều trị suy tim EF giảm. Và trong cái khuyến cáo này chúng ta nhìn có 6 bước, nhưng cái bước đầu tiên chúng ta thấy ở đây, cái bước đầu tiên là vẫn là chung cho tất cả những bệnh nhân suy tim giai đoạn C, nghĩa rằng suy tim có phân suất tomos tất chay giảm, và cũng bao gồm 4 nhóm thuốc nền tảng như tương tự như là của Hội Tim châu Âu. Mặc dù chúng ta thấy rằng là cái cách trình bày có thể theo hàng ngang, có thể theo hàng dọc, nhưng đều nằm trên một cái trục, hoặc là trục tung, hoặc là trục hỏng, trục hoành. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải điều trị song hành các cái nhóm thuốc này với nhau trên một bệnh nhân suy tim EF giảm. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là mặc dù chúng ta thấy rằng là trình bày nó khác nhau, nhưng cái ý tưởng hay là cái hướng dẫn điều trị chúng ta thấy gần như là có một cái sự đồng thuận. Nghĩa rằng chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải điều trị các cái nhóm thuốc này bằng đường uống đã được chứng minh qua các cái công trình nghiên cứu trước khi bệnh nhân xuất viện, và cái mức khuyến cáo là 1C. Và nếu như chúng ta chưa điều trị được hoặc chưa đạt được cái liều theo khuyến cáo thì chúng ta nên cho bệnh nhân tái khám sớm 1 cho đến 2 tuần sau khi xuất viện để chúng ta đánh giá lại tình trạng bệnh nhân. Từ đó chúng ta có thể có cái điều chỉnh hoặc là cái thêm thuốc đã được khuyến cáo như trên hình ở đây. Và trong cái khuyến cáo của SA 2021 họ khuyến cáo rõ ràng hơn. Ngay trong cái bước đầu tiên thì các cái thuốc chúng ta có thể khởi đầu bắt đầu cùng lúc với nhau với một cái liều thấp cho một cái suy tim EF giảm. Đương nhiên chúng ta cũng có tùy thuộc vào những cái đặc điểm lâm sàng hoặc là một số yếu tố khác của bệnh nhân để chúng ta lựa chọn cái chiến lược này. Tuy nhiên ở đây ta cũng nhấn mạnh là không cần chúng ta đạt được một cái liều đích trước khi chúng ta bắt đầu một cái thuốc kế tiếp. Họ vẫn nhấn mạnh chúng ta liều thấp mặc dù cái chiến lược thứ tự nó có thể khác nhau. Và sau đó chúng ta cũng nên có một cái chiến lược theo dõi là để chúng ta điều chỉnh thuốc để chúng ta đạt được một cái liều dung nạp được cho bệnh nhân. Trong hai cái khuyến cáo đều là như vậy. Tại sao như vậy? Vừa rồi giáo sư Việt cũng đã nói dựa trên những cái chứng cứ, những cái bằng chứng từ các cái công trình nghiên cứu cũng đã cho thấy cái lợi ích của các cái nhóm thuốc nền tảng này, tức là 4 cái nhóm thuốc. Ở đây chúng ta thấy khi họ phân tích là tập hợp lại thì khi chúng ta sử dụng 4 nhóm thuốc nền tảng đó, chúng ta giảm được cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân suy tim là 74%. Trong đó khi đó chúng ta giảm được cái nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện lại vì suy tim là 85%, và cái giá trị tuyệt đối trong vòng 2 năm là 33%. Thì cho thấy cái lợi ích của các thuốc nền tảng trong điều trị suy tim. Lợi ích là như vậy, công trình nghiên cứu thử nghiệm là như vậy. Nhưng thực tế chúng ta thấy rằng là việc chúng ta sử dụng được các cái thuốc được là nền tảng với 4 nhóm thuốc đó không phải chúng ta đạt được ở tất cả những bệnh nhân suy tim EF giảm. Nếu chúng ta cùng lướt lại cái tổng kết từ những cái công trình nghiên cứu quan sát trong thực tế, chúng ta thấy ngay cả những cái nhóm thuốc như là ức chế hệ thống BRAF, chặn beta, hoặc là lợi tiểu các aldosterone, hoặc là chúng ta thấy ức chế GLUT2, hầu như chúng ta thấy những cái nghiên cứu cũng khá sớm, khá gần đây là năm 2021, chúng ta cũng không đạt được một cái tỷ lệ là chúng ta thấy rằng là 100%. Mặc dù chúng ta thấy rằng là acne có thể đạt được gần 80%, nhưng mà những cái thuốc khác chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ của nó chòm chèn cái con số khoảng 1/2 cho tới 2/3 những bệnh nhân. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là cái mong muốn chúng ta đạt được cái liều chỉ cần 50% so với cái liều đích thôi, chúng ta cũng không thể đạt được tới 100% cho tất cả các cái trường hợp. Và chính vì thế chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà chúng ta đạt được cái liều đích theo như khuyến cáo, thí dụ chúng ta thấy rằng là bisoprolol 10mg mỗi ngày hoặc metoprolol 200mg mỗi ngày gần như là một cái con số chúng ta thấy là tròn chèn khoảng từ 50 cho tới khoảng 60%, trung bình là như vậy. Và trong những cái nhóm thuốc đó chúng ta cùng quay lại cái thuốc chặn beta. Vừa rồi thầy Nhân cũng nhấn mạnh cái vai trò của từng số tim trong kiểm soát. Tại vì cái lợi ích của chặn beta trong suy tim không đơn thuần chỉ là cái từng số tim mà còn thông qua những cái cơ chế khác. Nhưng khi mà chúng ta nhìn lại cái tỷ lệ bệnh nhân dùng chặn beta được sử dụng
đạt được liều 50% hoặc là được liều đích, chúng ta thấy cái con số nó rất là thấp. Chúng ta thấy ở đây, nghiên cứu mới nhất chúng ta thấy ở đây cũng chòm chèm, chúng ta thấy khoảng 10%, chúng ta thấy khoảng 10% mà thôi. Điều đấy cho thấy rằng thực tế khi chúng ta điều trị bệnh nhân suy tim với những cái thuốc nền tảng đã được khuyến cáo nhưng vẫn còn những cái khoảng trống nhất định để mà chúng ta đạt được. Như vậy đâu là những cái rào cản mà chúng ta không thể đạt được những cái mong muốn hay là những cái tối ưu theo những cái khuyến cáo chúng ta điều trị? Họ đưa ra ba cái yếu tố để chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Thứ nhất đó là yếu tố về xã hội. Chúng ta thấy rằng là tuổi tác này, giới tính này, chủng tộc này, hoặc đặc biệt là các cái bệnh đi kèm có thể những cái rào cản mà chúng ta không thể tăng liều tại. Những cái yếu tố về mặt sinh lý như mà chúng ta thấy ở đây, huyết áp thấp cũng là một trong những yếu tố làm cho chúng ta rất e dè khi chúng ta tăng cái liều nhóm acne, ức chế men chuyển lên cho bệnh nhân. Hoặc là những bệnh nhân có những cái hội chứng tim thận, bệnh nhân tăng kali hay là có những cái tiền sử bị dị, là bị phù mặt, thì vậy chúng ta dùng acne hay ức chế men chuyển cũng là một cái chúng ta cân nhắc. Yếu tố toàn thân hay hệ thống ở đây, cái là chúng ta cũng cần phải xem xét trong thực tế lâm sàng. Trong đó chúng ta thấy rằng là những cái dữ liệu cho những cái phân nhóm điều trị đặc biệt trong suy tim nó còn không đủ. Chính vì thế chúng ta cũng chưa tự tin để chúng ta có thể tăng liều lên. Hoặc về vấn đề chi bảo hiểm y tế cho những cái thuốc đặc biệt, những cái thuốc mới khi giá thành còn cao cũng là một cái rào cản. Thì đó là những cái yếu tố chúng ta cần xem xét để chúng ta khắc phục. Chúng ta tìm về các thuốc nền tảng trong suy tim thì như thế nào. Đây là một cái hình của tác giả, chúng ta thấy là họ vẽ lên mà rất là, tôi nghĩ là rất là hay. Trong bốn cái nhóm thuốc nền tảng thì chúng ta thấy chúng ta có thể khởi đầu, chúng ta tối ưu hóa và chúng ta tái đánh giá lại, bao giờ cũng có cả một cái quá trình là như vậy. Thì trong khởi đầu ức chế GTU, chúng ta có thể một bước chúng ta đạt được cái liều theo khuyến cáo. Đối với lợi tiểu kháng aldosterone, chúng ta thấy khuyến cáo cái liều chúng ta từ 12,5 cho tới 25 mg, không cần liều cao trong trường hợp suy tim ép giảm, chỉ cần hai bước chúng ta cũng có thể đạt được cái liều tối ưu. Đối với là nhóm acne, có thể chúng ta cần tới 3 bước, chúng ta khởi đầu có thể 50 mg hai lần mỗi ngày, chúng ta thấy 100 mg hai lần mỗi ngày, rồi tới 200 theo những công trình khuyến cáo, tức là 3 bước chúng ta có thể đạt được. Riêng chẹn beta chúng ta thấy nó gian nan hơn, là đúng không? Tuân thủ cái nguyên tắc chậm, từ từ, khởi đầu liều thấp và chậm. Chính vì thế 4 bước hy vọng chúng ta mới có thể đạt được cái liều tối ưu. Mặc dù vậy, như tôi trình bày cái khoảng trống như những phân tích ở trên, chúng ta vẫn chưa đạt được, chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả, cái tỷ lệ cao bệnh nhân đạt được cái liều tối đa theo chẹn beta. Và đây tác giả Nicola họ đưa ra một cái phác đồ cụ thể hơn với gì, với từng ngày, ngày một để chúng ta có thể xem xét, chúng ta ứng dụng trên lâm sàng. Tôi ví dụ chúng ta thấy đối với chẹn beta, chúng ta ngày thứ nhất chúng ta có thể khởi trị nếu chúng ta thấy không có chống chỉ định, rồi sau đó trong tuần thứ nhất, tuần thứ hai chúng ta điều chỉnh liều, tuần thứ hai tới tuần thứ tư tiếp tục chỉnh liều, và tuần thứ ba đến tuần thứ thứ sáu để chúng ta bắt đầu chúng ta chỉnh liều tiếp, và cuối cùng nếu mà chúng ta ổn thì chúng ta tiếp tục chúng ta theo dõi cho bệnh nhân khi chúng ta đạt được cái liều tối đa. Từng bước nó cũng phù hợp với cái hình mà tôi đã trình bày ở trên. Thế như vậy khi nào chúng ta sử dụng cái liều như thế nào và chúng ta khởi đầu cái thuốc nào trước, cái thuốc nào sau, thì một trong những cái nguyên tắc là chúng ta vẫn cần phải dựa vào hai cái đặc điểm quan trọng. Thứ nhất, dựa vào những cái đặc trưng của bệnh áp, đó là bệnh nhân có rung nhĩ hay không có rung nhĩ, và cuối cùng là bệnh nhân có bệnh thận mãn hay không, trong đó có nguy cơ bị nhân tăng kali hay không, để chúng ta có thể lựa chọn khởi đầu gia giảm, điều chỉnh các cái thuốc nền tảng hoặc là phối hợp thêm những cái thuốc hỗ trợ khác cho điều trị suy tim. Một cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta cũng cần phải đánh giá các cái bệnh đồng mắc đi kèm theo suy tim, bởi lẽ những cái bệnh này như tôi trình bày ở trên cũng là các cái yếu tố làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong, sống còn của bệnh nhân, và dựa vào những cái bệnh lý này để chúng ta cũng có sự gia giảm điều trị. Ví dụ bệnh nhân suy tim gần như
như là những cái thuốc chúng ta phải ngưng, tức là chúng ta chống chỉ định. Do đó chúng ta cũng có một cái chiến lược chúng ta lựa chọn điều trị thuốc khác nhau. Và trong cái khuyến cáo của SA2021 hay SA2022 thì sau cái bước chung cho tất cả những bệnh nhân suy tim ở F giảm đều có một cái phần chúng ta thấy rằng là gần như chúng ta đánh giá tiếp theo để chúng ta cá thể hóa, chúng ta lựa chọn những cái điều trị phối hợp bên cạnh chúng ta điều chỉnh các cái thuốc nền tảng cho bệnh nhân. Và một trong chúng ta thấy là những cái điều trị phối hợp đó theo khuyến cáo của đây 2021 là chúng ta có những cái nhóm thuốc chúng ta thấy là ifepadine, vaxuguiat, digoxin hay là bura, hoặc là chúng ta thấy rằng là những cái thuốc chúng ta điều trị tăng kali máu. Còn 2B chúng ta thấy rằng cái lợi ích của nó có thể là ít hơn, thấp hơn so với là cái gì, những cái bất lợi. Như vậy, ifepadine được chỉ định điều trị phối hợp khi bệnh nhân suy tim ở F giảm, NIHA 2 đến NIHA 3 có nhịp xoang với cái tần số là từ 70 lần một phút, mặc dù chúng ta đang điều trị chẹn beta với cái liều tối đa mà bệnh nhân dung nạp được. Chúng ta chú ý là liều tối đa bệnh nhân dung nạp được, và lẽ có thể chúng ta không đạt được cái liều tối đa theo như khuyến cáo cho bệnh nhân. Nhờ tại sao chúng ta lại như vậy? Ở đây chúng ta cùng quay lại cái nghiên cứu ASCEND-AF hơn 7.000 bệnh nhân là những trường hợp suy tim, mất bù cấp, bệnh nhân nhập viện. Và chúng ta nhìn vào cái con số này, khi bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân có cái nhịp tim nền trên 70 lần một phút là chiếm tới gì, chúng ta thấy rằng là 85,8%, và chỉ khoảng 50% bệnh nhân được sử dụng chẹn beta thôi. Như vậy một cái suy tim mãn trong cái công trình nghiên cứu này ở bệnh nhân trước đó chỉ khoảng 50% được sử dụng chẹn beta, cho nên khi nhập viện thì cái tần số tim trên 70 chúng ta thấy là 85. Và khi bệnh nhân đã được điều trị ổn để bệnh nhân xuất viện thì cái tỷ lệ sử dụng chẹn beta có được cải thiện lên được 71,5%, nhưng cái nhịp tim bệnh nhân lúc thực tế, ngay cả cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên như vậy, cái tỷ lệ bệnh nhân mà có nhịp tim vẫn còn trên 70 khi xuất viện vẫn còn khá cao. Còn trong những cái phân tích quan sát ở đây tại các cái hệ thống dữ liệu lâm sàng của Cleveland ở đây với hơn 10.000 bệnh nhân, người ta ghi nhận cái tỷ lệ mà đạt được cái chẹn beta theo cái liều khuyến cáo trong nghiên cứu của ba cái thuốc chẹn beta carfentanil, bisoprolol, nó chỉ dao động từ 8-19% mà thôi, và trong đó đạt được ít nhất 50% cái liều chẹn beta theo khuyến cáo khoảng gần 2.000 bệnh nhân, thì cái nhịp tim khi người ta khám lần đầu tiên trung bình là 73, trong đó 55% bệnh nhân cái tần số tim vẫn là trên 70 lần một phút. Và khi họ điều trị, họ khám lại lần thứ hai thì cái nhịp tim trung bình vẫn cái quan sát trong đời thực, chúng ta thấy trong đời thực là chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân không đạt vẫn còn cao. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nhấn mạnh tới cái tần số tim? Vừa rồi chúng ta cũng nghe thầy Việt nói tần số tim được coi là một yếu tố nguy cơ làm gia tăng các cái biến cố hay ảnh hưởng tới cái dự hậu của một bệnh nhân suy tim. Quả vậy, trong cái chuỗi bệnh lý tim mạch, khi chúng ta nhìn lại khởi đầu từ các yếu tố nguy cơ để đưa đến một cái kết cục cuối cùng là suy tim, thì hầu như nhịp tim đều có chúng ta giảm cái tần số tim là người ta hy vọng sẽ cải thiện được cái dự hậu cho bệnh nhân suy tim. Ifepadine bên cạnh những cái thuốc điều trị nền tảng trong suy tim là chẹn beta vẫn là một trong những cái thuốc được xem xét và khuyến cáo trong việc chúng ta kiểm soát hơn nữa cái tần số tim ở bệnh nhân suy tim. Ở đây là một cái phân tích họ đánh giá về cái vai trò của tần số tim lúc bệnh nhân xuất viện, nó có ảnh hưởng tới cái dự hậu tử vong của bệnh nhân hay không. Và tại thời điểm 1 năm thì cái họ phân ra các cái bắt phân vị về các cái tần số tim, thì so với nhóm bệnh nhân tần số tim trên 80 lần một phút lúc xuất viện mà cái nhóm bệnh nhân có tần số tim thấp hơn là 64 lần một phút, thì chúng ta thấy cái nhóm tăng nhịp tim sẽ tăng 41% cái tỷ lệ tử vong 1 năm, và chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Và khi chúng
chúng ta cho bệnh nhân tái khám trở lại sau một tuần theo như những khuyến cáo gần đây, tầm cả tháng sớm, hoặc đôi khi thực tế chúng ta cho một tháng sau bệnh nhân tái khám là sau 4 tuần, sau một tháng, thì cái từng số tim tại cái thời điểm tái khám 1 tuần, 4 tuần, tại cái thời điểm 1 tuần cứ tăng 5 nhịp thôi, chúng ta sẽ làm tăng 13% cái nguy cơ tử vong. Và cái con số này là 12% nếu chúng ta dựa vào cái từng số tim tại thời điểm 4 tuần. Thế như vậy, cái từng số tim lúc xuất viện 1 tuần, 4 tuần sau tái khám đều là những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ tử vong cho những bệnh nhân suy tim. Với cái câu hỏi thứ hai, như vậy liệu là chúng ta cứ chạy theo cái liều của thuốc chặn beta hay là chúng ta sẽ chạy theo cái từng số tim trong cái thực hành để chúng ta điều trị? Thì đây cũng là một cái phân tích theo tôi là cũng khá hay, khi họ phân tích cái dự hậu của bệnh nhân suy tim trên cái gì, trên cái liều cũng như nhịp tim. Ở đây chúng ta thấy là họ chia cái liều của chặn beta thành các cái nhóm khác nhau, thành 3 nhóm dựa vào cái tỷ lệ so với cái nhóm không sử dụng chặn beta. Thì trong cái sơ đồ này chúng ta thấy nếu như chúng ta sử dụng chặn beta dù là cái liều thấp thôi, chúng ta vẫn có lợi trong vấn đề cải thiện được cái tỷ lệ tử vong so với cái nhóm chúng ta không sử dụng chặn beta là cái đường màu đỏ. Tuy nhiên khi chúng ta so sánh giữa các cái liều chặn beta 1/3, 2/3, hơn 2/3 với nhau, chúng ta thấy rằng là cái liều chặn beta nó không ảnh hưởng tới cái kết cục tử vong trong cái phân tích này. Trong khi đó khi chúng ta nói về cái từng số tim, họ cũng đưa ra cái bắt phân vị, cái tứ phân vị ở đây. Thì chúng ta thấy trong cái nhóm có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Thế như vậy, chặn beta chúng ta nên phải có trong điều trị suy tim ơ ép giảm. Cái liều chúng ta cũng nên đạt được và tăng từ từ tới cái liều khuyến cáo. Nhưng chúng ta thấy rằng là nhịp tim từng số vẫn là một trong cái yếu tố tiên lượng độc lập, còn chặn beta trong cái phân tích này thì lại không phải là yếu tố tiên lượng. Chính vì thế nhịp tim hay từng số tim vẫn là một trong những cái mục tiêu chúng ta cần phải xem xét và kiểm soát trên bệnh nhân suy tim. Như vừa rồi tôi nói, ivabradine, một cái thuốc ức chế đơn thuần cái cân IF, IF tại cái nút xoang, chính vì thế chúng ta thấy là kéo dài cái thời cái pha 4 là thời gian tâm trương, làm chậm lại cái nhịp tim mà không ảnh hưởng tới cái sức co bóp của cơ tim, hay nói cách khác không ảnh hưởng tới cả huyết áp của bệnh nhân. Đó là những cái lợi thế khi chúng ta có thể xem xét những cái yếu tố về từng số tim, về huyết áp, như cả bốn cái yếu tố nền tảng như tôi trình bày ở trên, để chúng ta có thể xem suy tim mãn, suy tim mãn ơ ép giảm dưới 35%, cũng đã cho thấy khi chúng ta sử dụng ivabradine trong điều trị suy tim mãn mà ơ ép giảm, chúng ta cũng cải thiện được, chúng ta thấy là các cái kết cục đó là tử vong tim mạch và hoặc nhập viện vấn đề suy tim cho những đối tượng bệnh nhân có từng số tim, ở đây là nhịp xoang trên 75 lần một phút. Tương tự chúng ta thấy tử vong tim mạch và tái nhập viện vì vấn đề suy tim cũng được cải thiện trên cái đối tượng bệnh nhân nhịp xoang trên 75 phút, mặc dù chúng ta đã điều trị. Hơn nữa khi mà chúng ta giảm được cái từng số tim hơn 15 lần một phút, hoặc là chúng ta đưa cái nhịp tim xuống dưới 60 lần một phút, suy tim thì chúng ta cải thiện được cái tỷ lệ tử vong khi mà chúng ta sử dụng ivabradine để chúng ta có thể kiểm soát được cái từng số tim cho bệnh nhân suy tim của chúng ta. Còn suy tim cấp thì như thế nào? Đây là một cái công trình nghiên cứu NSAF. Mặc dù cái số lượng bệnh nhân chúng ta thấy còn rất là khiêm tốn, đây mỗi nhóm chỉ có 33 bệnh nhân thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong cái nhóm thứ nhất, họ sử dụng cái chiến lược là họ tăng cái liều chặn beta lên tối đa hoặc là tới cái liều bệnh nhân dung nạp được rồi mới thêm ivabradine. Và trong cái nhóm can thiệp ở đây là họ phối hợp sớm, ở đây có thể là cùng lúc chặn beta với ivabradine, hoặc là trong vòng 24-48 giờ sau khi nhập viện chúng ta có mặt cả hai cái thuốc này và họ điều chỉnh liều thuốc lại theo cái lịch trình như trên đây tôi trình bày. Cái mục tiêu trong cái nghiên cứu
nít AF này họ đưa cái tần số tim xuống 70 lần một phút và thường thì quay quanh cái con số là 60 lần một phút. Thì trong cái kết quả đây chúng ta thấy cái tần số tim khi bệnh nhân xuất viện và theo dõi 1 tháng, 4 tháng và 1 năm sau đó trong cái nhóm mà chúng ta phối hợp sớm bước 1, từng bước 1 và trong những cái kết cục chúng ta thấy rằng là tử vong tim mạch ở đây hoặc nhập viện về suy tim chúng ta đều có cải thiện ở đây khoảng 8% trong cái nhóm mà chúng ta sử dụng sớm ngay từ đầu cho những bệnh nhân suy tim cấp mà đã ổn định để chúng ta điều trị. Một cái thuốc chúng ta được nói rất nhiều gần đây đó là cái nhóm acne qua cái kết quả của công trình nghiên cứu Paradise HF ở đây. Thì liệu chúng ta phối hợp sớm hơn nữa ifepadin cho cái điều trị nền tảng acne ở đây chúng ta có mang lại lợi ích hay không? Một cái phân tích tại Đài Loan với hơn 464 gần 500 bệnh nhân suy tim ở F giảm, họ cũng chia thành hai cái chiến lược. Chiến lược là họ sử dụng cùng lúc ifepadin với acne trong 6 tuần và cái chiến lược thứ hai họ có thể sử dụng cái thuốc này trước rồi sau đó mới thêm cái thuốc thứ hai sau. Thì kết quả cũng đã cho thấy, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái chiến lược là chúng ta sử dụng sớm hai thuốc trong cùng với nhau trong vòng 6 tuần thì chúng ta cải thiện được, chúng ta thấy rằng là cái tử vong tim mạch hòa nhập viện suy tim lần đầu nhiều hơn so với việc chúng tương tự giữa việc chúng ta sử dụng lần lượt hai cái thuốc với nhau. Hơn nữa khi chúng ta điều trị thì ta thấy rằng trong cái nhóm 1 thì cái tỷ lệ thay đổi EF được cải thiện chúng ta thấy rằng là tốt hơn, trung bình 12,8% so với cái nhóm 2 là 9,3%, và sự khác biệt cũng có ý nghĩa trên phương diện thống kê, nghĩa rằng có sự thay đổi sớm về mặt tái cấu trúc của thất trái khi chúng ta sử dụng sớm cả hai cái nhóm thuốc này cho những bệnh nhân suy tim EF giảm. Một cái phân tích khác gần đây, một cái phân tích hồi cứu ở 876 bệnh nhân suy tim EF giảm và họ cũng cho điều trị ifepadin khi bệnh nhân xuất viện tại Đài Loan. Thì trong cái phân tích này họ cũng đánh giá cái nguy cơ tử vong tim mạch hoặc tử vong do mọi nguyên nhân. Thì kết quả cũng cho thấy nếu như chúng ta phối hợp sớm ifepadin trên cái nền điều trị chuẩn thì chúng ta cũng cải thiện được cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân hơn là cái nhóm mà chúng ta không sử dụng ifepadin trong cái phân tích tại Đài Loan này. Và hơn nữa khi họ phân tích cái lợi ích nhóm, tức là việc chúng ta sử dụng các cái thuốc nền tảng như chặn beta, ức chế hệ thống RAS hoặc là các cái biện pháp điều trị hay không thì chúng ta thấy rằng là cái lợi ích của nó cũng tương tự như trong cái dân số chung, nghĩa rằng chúng ta thấy rằng là trong điều trị suy tim các thuốc nền tảng dù chúng ta đã sử dụng 1, 2, 3 hay 4 thuốc, việc chúng ta phối hợp thêm ifepadin khi có chỉ định đặc biệt khi bệnh nhân xuất viện ở đây chúng ta vẫn có lợi trong từng cái phân nhóm khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Và cái cuối cùng, một cái phân tích của tác giả hay một cái đề nghị của tác giả Mona ở đây, họ đưa ra một cái thang điểm để chúng ta có thể đánh giá cái sự tối ưu hóa điều trị. Vậy nên ta nói rằng thực tế chúng ta cũng không đạt được tất cả những bệnh nhân sử dụng hết 4 nhóm thuốc, và nếu như sử dụng được hết 4 nhóm thuốc thì chúng ta cũng không đạt được cái liều tối đa trong các công trình nghiên cứu. Chính vì thế họ đưa ra một cái thang điểm để chúng ta có thể đánh giá cái sự tối ưu cho bệnh nhân này dựa trên các cái thuốc bệnh nhân 20. Thì trong cái khuyến cáo của OSC họ cũng đưa ra một cái thang điểm điều trị nội khoa tối ưu. Thì trong cái thang điểm này họ chưa cập nhật những cái nhóm thuốc mới, trong đó ức chế SGLT2 hoặc chưa có những thuốc khác, họ chỉ đưa một vài cái nhóm thuốc. Họ cũng đánh giá là điều trị dưới tối ưu, tức là cái điểm nó dưới 3, điều trị có thể chấp nhận được khi từ 3 đến 4 điểm và điều trị được gọi là tối ưu phải từ 5 điểm trở lên. Tuy nhiên tác giả này năm 2022 họ thêm ngoài 4 cái nhóm thuốc nền tảng, đó là chặn beta, lợi tiểu kháng androsterone, ức chế hệ thống RAS, ức chế SGLT2, họ đưa thêm ifepadin, vecsuvias cũng như là hyaluronic nitrate để chúng ta có thể cho những cái thang điểm ở đây tối ưu hay là
7 điểm là tối ưu. Tuy nhiên tác giả này họ cũng đưa ra một cái hướng là chúng ta có thể cá thể hóa dựa trên vấn đề điều trị để chúng ta có thể coi rằng đây là bệnh nhân chúng ta đã tối ưu hóa điều trị cho bệnh nhân. Như vậy để kết luận cái bài này thì tôi có vài cái thông điệp. Thứ nhất, suy tim, đặc biệt là suy tim EF giảm vẫn còn có cái nguy cơ tái nhập viện cũng như là tử vong cao nếu như chúng ta chưa quản lý tối ưu cho những bệnh nhân này. Và trong cái vấn đề điều trị suy tim, những cái nhóm thuốc nền tảng, trong đó có 4 nhóm thuốc đã được chứng minh cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân suy tim EF giảm. Nhưng chúng ta thấy thực tế là một tỷ lệ cao những bệnh nhân suy tim không đạt được cái điều trị tối ưu theo khuyến cáo. Và cái thuốc điều trị cho bệnh nhân suy tim EF giảm, chúng ta cần đánh giá các cái yếu tố. Tại sao chúng ta không đạt được cái liều tối ưu, và dựa vào những yếu tố đó hoặc những cái bệnh đồng mắc để chúng ta có thể điều chỉnh đạt được cái chiến lược điều trị tối ưu. Trong đó 4 cái yếu tố huyết áp, để chúng ta đánh giá 4 cái thông số này là đều khuyến cáo được cho khi bệnh nhân sập, khi bệnh nhân nhập viện. Và tôi nghĩ cái này lát nữa trong cái ca lâm sàng của tiến sĩ Thái sẽ được thảo luận rất là kỹ trong cái vấn đề này. Và trong những cái yếu tố đó thì từng số tim ta thấy rằng vẫn còn cao trên những bệnh nhân suy tim mặc dù đã được điều trị chẹn beta hoặc chưa được điều trị chẹn beta. Và việc chúng ta phối hợp chẹn beta với ifepadin sớm, chúng ta có thể mang lại cái tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là lâm sàng vẫn là một trong những cái chìa khóa quan trọng để chúng ta đạt được thành công. Bởi lẽ chúng ta thấy điều trị nội khoa suy tim người ta để chúng ta hướng tới. Dạ, xin chân thành